Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Và bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 5 Thì hôm nay chúng ta cùng học về tập làm văn Bài thế nào là kể chuyện Phần 1 La Mã là nhận xét một nhỏ dựa theo câu chuyện sự tích Hồ Ba Bể trả lời câu hỏi A nhỏ câu chuyện có những nhân vật nào đánh dấu ích vào ô trống thích hợp Chỉ có nhân vật bà cụ ăn xin chỉ có ba nhân vật bà cụ ăn xin và hai mẹ con bà quá chỉ có bốn nhân vật là bà cụ ăn xin hai mẹ con bà quá và giao long ngoài bốn nhân vật trên những người dự lễ hội cũng là nhân vật thì trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện sự tích hồ ba bể sự tích hồ ba bể ngày xưa ở nam mẫu thuộc tỉnh bắc cạn người ta mở hội cúng phật ai cũng no làm việc tốt để cầu phúc bỗng nhiên hôm ấy xuất hiện một bà lão ăn xin người gầy còm là luét trông thật gớm ghiếc bà đi đến đâu cũng phèo phào mấy tiếng đói lắm các ông các bà ơi Bà đi đến đâu cũng bị mọi người xua đuổi Khi đến ngã ba Bà gặp được hai mẹ con bà quá đi chợ về Người mẹ thấy bà lão tội nghiệp quá Bèn đưa bà cụ về Cho bà cụ ăn Rồi mời bà nghỉ lại Tối hôm ấy Hai mẹ con bỗng thấy Chỗ bà cụ nằm sáng rực lên Và xuất hiện con dao long to lớn đang cuộn mình ở đấy. Mẹ con bà vô cùng kinh sợ, đành nhắm mắt, phó mặc cho số phận. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mẹ con chẳng thấy con dao long đâu cả. Chỗ ấy vẫn là bà cụ gầy yếu. Bà sửa soạn ra đi, trước lúc từ biệt. Bà lão nói với hai mẹ con, vùng này sắp có nũ lụt lớn ta cho mẹ con chị gói cho này nhớ rắc xung quanh nhà mới tránh được nạn chết chìm bà lão liền nhặt một hạt thóc cắn vỡ ra đưa cho mẹ con bà quá hai mảnh vỏ trấu nói hai mảnh vỏ trấu này giúp mẹ con nhà chị làm việc thiện nói rồi bà lão biến mất hai mẹ con vội vàng làm theo những điều bà lão dặn. Tối hôm đó, mọi người đang lễ bái, thì bỗng có một cột nước từ dưới đất phun lên, kèm theo tiếng nổ dữ dội. Nhà cửa, người vật đều chìm nghỉm trong biển nước. Duy chỉ có ngôi nhà của hai mẹ con bà quá vẫn còn. Nước dâng lên bao nhiêu, thì nền nhà cao lên bấy nhiêu. Thấy dân làng bị chìm trong nũ nụt Nhớ lời bà lão dặn, hai mẹ con liền lấy hai mảnh bò chấu, thả xuống nước. Lạ thay, hai mảnh bò chấu biến thành hai chiếc thuyền lớn. Thế rồi, hai mẹ con vội chèo thuyền đi khắp nơi, cứu dân làng. Vùng đất sụt nở ấy hiện nay biến thành một cái hồ rộng lớn, gọi là hồ Ba Bể. Còn cái nền nhà của hai mẹ con nổi lên như một cái gò giữa hồ, dân làng còn gọi là gò bà quá. Thì như vậy qua câu chuyện mà các em vừa nghe Thì theo các em Trong câu chuyện này Chỉ có nhân vật bà cụ ăn xin Hay là chỉ có ba nhân vật Bà cụ ăn xin Và hai mẹ con bà quá Hay là chỉ có bốn nhân vật Là bà cụ ăn xin Hai mẹ con bà quá Và giao long hay là ngoài bốn nhân vật trên, những người đến dự lễ hội cũng là nhân vật. Thì ở đây qua câu chuyện này, chúng ta nhận thấy trong câu chuyện này có các nhân vật sau. Thứ nhất là hai mẹ con bà Quá. Thứ hai là bà Cụ An Xin. Thứ ba là con Giao Long. Và thứ tư là thêm những nhân vật phụ đó chính là những người đến dự lễ hội. Như vậy, các em sẽ tích vào ô trống ngoài bốn nhân vật trên, những người dự lễ hội cũng là nhân vật. Tiếp theo, các em sang câu B. Nêu sự việc xảy ra và kết quả của các sự việc ấy. Ở đây người ta làm mẫu cho các em là bà cụ đến lễ hội Sinan nhưng không ai cho đó là sự việc thứ nhất thì chúng ta sẽ viết tiếp các sự việc diễn ra của câu chuyện sự việc thứ hai là bà cụ gặp hai mẹ con bà nông dân hai mẹ con cho bà cụ ăn và ngủ trong nhà sự việc thứ ba là đêm khuya bà cụ hiện nguyên hình là một con dao long lớn sự việc tiếp theo là sáng sớm trước lúc đi bà cụ đưa cho hai mẹ con bà nông dân một gói cho và hai mảnh vỏ chấu. Sự việc tiếp theo nữa là trong đêm lễ hội, dòng nước phun lên, tất cả đều chìm nghỉm. Tiếp tục, chúng ta có sự việc là nước lụt dâng cao, mẹ con bà nông dân lấy hai mảnh chấu ra, lập tức vỏ chấu hóa thành thuyền, họ chèo thuyền đi cứu người. Thì như vậy, trên đây là tất cả những sự việc xảy ra trong câu chuyện Sự tích Hồ Ba Bể. Xe nhỏ, nêu ý nghĩa của câu chuyện, thì qua câu chuyện Sự tích Hồ Ba Bể. Câu chuyện giải thích sự hình thành của Hồ Ba Bể. Ca ngợi những con người có lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Những người có lòng nhân ái sẽ được đền đáp xứng đáng. Tiếp theo mời các em sang bài 2. Bài Hồ Ba Bể, tiếng Việt 4, tập 1, trang 11 có phải là bài văn kể chuyện không? Vì sao? Thì muốn biết bài này có phải là bài văn kể chuyện không? Thì mời các em cùng đọc. Hồ Ba Bể nằm giữa bốn bề vách đá trên độ cao 1.200 mét so với mực nước biển. Chiều dài của hồ bằng một buổi treo thuyền độc mộc. Hai bên hồ là những ngọn núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau: bể nằm, bể lèng, bể lù. Mỗi hòn đá, gốc cây, mỗi loài thú, loài chim, cho đến từng loài thủy tộc nơi đây đều gắn với sự tích ly kỳ. Sắc nước hương trời ở đây cũng mang màu sắc huyền thoại. Các cô gái ngồi bên khung cửi, dệt thổ cẩm, soi bóng xuống hồ. Người Việt Bắc nói rằng ai chưa biết hát bao giờ, đến ba bể sẽ biết hát. Ai chưa biết làm thơ, đến ba bể sẽ làm được thơ. Ai chưa tin điều đó, xin hãy đến ba bể một lần. Theo Dương Thuấn Chúng ta nhận thấy bài hồ ba bể không phải là bài văn kể chuyện mà chỉ là bài văn giới thiệu về hồ ba bể vì sao bởi vì bài văn không có các nhân vật không có kể sự việc xảy ra đối với nhân vật mà chỉ giới thiệu về vị trí độ cao và chiều dài thì em lưu ý một bài văn được gọi là bài văn kể chuyện thứ nhất là bài văn đó phải có các nhân vật. Và thứ hai là bài văn đó phải kể các sự việc xảy ra đối với nhân vật. Và cuối cùng là bài văn đó phải toát lên được ý nghĩa của câu chuyện đang kể. Thì ở đây cái bài Hồ Ba Bể trong sách tiếng Việt lớp 4 tập 1 trang 11 không phải là bài văn kể chuyện mà chỉ là bài văn giới thiệu về Hồ Ba Bể bởi vì Bài văn không có các nhân vật, không có kể các sự việc xảy ra đối với nhân vật mà chỉ giới thiệu về vị trí, độ cao và chiều dài. Tiếp theo em sang phần 2 la mã luyện tập. Một nhỏ, trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con, vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy sách đồ đi một quãng đường. Hãy viết những sự việc chính của câu chuyện để chuẩn bị kể miệng trước lớp. Thì trong bài này, mỗi em có một cách làm khác nhau. Thì cụ thể, các em có thể tham khảo cách làm như sau. Hôm qua, trên đường đi học về nhà, em gặp một người phụ nữ. Thời tiết nóng bức, trên tay cô ấy bế một đứa bé khoảng chừng hơn một tuổi. Tay kia cô ấy xách một túi xem chừng khá nặng em lại gần và đề nghị muốn giúp cô ấy xách hộ túi đồ kia cô ấy đồng ý và cảm ơn em em xách túi đồ giúp cô ấy hai cô cháu vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện lúc chia tay cô ấy cảm ơn em rất nhiều và khen em là một đứa bé ngoan thì trong bài này các em chỉ cần viết những sự việc chính của câu chuyện thì sự việc chính đó là trên đường đi học về thì em gặp một người phụ nữ. Và ở đây các em có nói qua là thời tiết nóng bức. Trên tay cô ấy là bế một đứa bé. Và tay kia sách một túi đồ xem chừng khá nặng. Như vậy, thấy vậy thì em lại gần và đề nghị giúp đỡ cô ấy. Sau đó cô ấy đồng ý và cảm ơn em. Em sách túi đồ giúp cô ấy hai cô cháu vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ và sự việc cuối cùng là lúc chia tay thì cô ấy cảm ơn em rất nhiều và khen em là một đứa bé ngoan thì em nhớ là bài văn kể chuyện là thứ nhất phần là phải có nhân vật ở đây có nhân vật em một người phụ nữ và một đứa bé thứ hai là bài văn phải có sự việc xảy ra đối với nhân vật rồi tiếp theo em sang hai nhỏ a nhỏ Câu chuyện em vừa kể có những nhân vật nào? Thì câu chuyện em vừa kể có những nhân vật là em, người phụ nữ và con của cô ấy. Như vậy là có ba nhân vật. Trong đó con của cô ấy là nhân vật phụ. B nhỏ nêu ý nghĩa của câu chuyện. Thì ý nghĩa của câu chuyện là trong cuộc sống, mọi người chúng ta cần quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Điều này sẽ tạo lên một nếp sống, một nếp sống đẹp. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo.